Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đến năm 2025 đưa công tác cải cách hành chính thuộc nhóm khá của cả nước. Trong đó, tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, thực hiện sắp xếp lại cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết 18-19 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, trọng tâm là cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, sửa đổi đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính cho phù hợp với quy định mới của Chính phủ, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang hoạt động theo cơ chế tự chủ. Tiếp tục cải cách công vụ, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính và cải cách tài chính công. Hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Cải cách tài chính công gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác cải cách hành chính. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính, bố trí đủ nguồn lực tài chính cho cải cách hành chính. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, trong ngày hôm nay 24 tháng 2, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh không tiếp nhận cách ly thêm trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong ngày hôm nay có 4 trường hợp hoàn thành cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hiện tại có 3 trường hợp đang thực hiện cách ly theo dõi tại các cơ sở khám chữa bệnh, 8 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly của tỉnh, 19 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly khách sạn Hội An, huyện Vụ Bản, 107 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú, 1.550 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong số 52 trường hợp F1 tại tỉnh, đã có 45 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly, 7 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong ngày hôm nay, 24 tháng 2, toàn tỉnh lấy 33 mẫu xét nghiệm mới và đang thực hiện xét nghiệm. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các địa phương, tỉnh Nam Định đã quyết định dừng các lễ hội đầu năm, trong đó có lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Tuy dừng lễ khai ấn đầu năm, nhưng trong bối cảnh Nam Định chưa có ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng cũng như các di tích lịch sử khác trong tỉnh, di tích lịch sử đền Trần, chùa Tháp vẫn mở cửa đón khách về chiêm bái. Bởi vậy, công tác phòng dịch COVID-19 tại địa điểm này luôn được Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Ban quản lý di tích và nhà đền đặc biệt quan trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Lễ hội khai ấn đền Trần được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng hàng năm, trong đó có nhiều hoạt động thuộc phần lễ như lễ rước nước, tế cá, lễ dâng hương, lễ khai ấn và các hoạt động hội với nhiều trò chơi dân gian. Tuy nhiên, trước tình hình của dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, năm nay là năm thứ hai, thành phố Nam Định quyết định dừng tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần để đảm bảo an toàn, phòng ngừa các nguy cơ có thể lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thực hiện cái chủ trương dừng tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần cũng giống như năm 2020, thì Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo không tổ chức các cái nghi lễ rước kiệu ngọc lộ, rước nước tế cá, không tổ chức nghi lễ đại biểu dâng hương trong sân đền Thiên Trường và cũng không tổ chức các hoạt động hội, mà chỉ có nghi lễ tâm linh do các cụ nhà đền thực hiện theo nghi thức truyền thống bên trong nội cung, không có sự chứng kiến của đại biểu. Và đêm 14 thì đền Trần cũng không mở cửa để cho nhân dân du khách vào lễ đầu năm như mọi năm, đóng cửa đền từ 9 giờ tối như các ngày thường. Từ trước Tết Nguyên đán, Ban quản lý di tích lịch sử đền Trần Chùa Tháp cùng các cụ từ của đền Trần đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực di tích lịch sử đền Trần, đồng thời thường xuyên tuyên truyền về việc dừng tổ chức lễ khai ấn đầu năm trên hệ thống loa phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời có các giải pháp để tránh tụ tập đông người và có kế hoạch phát ấn đền Trần cho người dân nếu có nhu cầu. Năm nay là đền Trần không tổ chức khai ấn phát ấn. Thế nhưng mà với cái phong tục tập quán của địa phương, thì tới đây những nghi lễ truyền thống thì chúng tôi vẫn giữ, nhưng với một quy mô rất nhỏ như năm 2020. Chúng tôi làm công tác tâm linh, được đón tiếp khách thập phương về thì phải có những cái phương án phòng tránh. Nghe 5K của nhà nước nói thì nhà đền cố gắng bán cái trục ấy. Khách về đền thì là các cụ, nhất là người không trực ở đây là phải đeo khẩu trang này. Các cái nơi ra vào là có phải sát khuẩn.
tới rồi là khai báo y tế, giãn cách, không được tập trung đông người. Đấy những cái mà phải chấp hành rất nghiêm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới, để có thể kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, đòi hỏi mỗi cơ quan tổ chức và mỗi người dân đều phải chủ động tự phòng chống dịch và có phương án phòng dịch hiệu quả trong tình hình mới. Việc dừng tổ chức lễ khai ấn đền Trần đầu năm Tân Sửu nhưng không thực hiện đóng cửa di tích lịch sử đền Trần Chùa Tháp nói riêng, các di tích lịch sử trong tỉnh nói chung cũng chính là giải pháp linh hoạt của tỉnh, của thành phố Nam Định nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Điện lực Nam Định đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19 và triển khai công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh, lây nhiễm COVID-19 cho cộng đồng, Công ty Điện lực Nam Định đã kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch ở các hoạt động, môi trường làm việc phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đặc biệt là ở công tác thu tiền điện trực tiếp tại các điểm giao dịch của ngành điện. Hiện nay, số lượng khách hàng sử dụng điện sinh hoạt nộp tiền điện trực tiếp tại các điểm thu nộp tiền điện của Công ty Điện lực Nam Định vẫn ở mức cao, chiếm khoảng trên 40% tổng số lượng khách hàng. Ngoài việc liên kết với các đơn vị bưu chính để thu hộ tiền điện, Công ty Điện lực Nam Định vẫn còn khoảng 150 điểm thu tiền điện trực tiếp ở địa bàn các huyện Nam Trực, Trực Ninh và thành phố Nam Định. Vì vậy, vào các kỳ nộp tiền điện, mật độ người dân, khách hàng giao dịch trực tiếp khá đông. Để hạn chế việc tiếp xúc gần, đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Nam Định đã chỉ đạo phòng kinh doanh, các điện lực huyện, thành phố tổ chức thu tiền điện đảm bảo các yêu cầu giãn cách, hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân, khách hàng các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tuân thủ nghiêm, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bản thân mỗi cá nhân trong đội thì cũng thường xuyên cập nhật thông tin trên truyền hình và thực hiện chỉ đạo nghiêm túc của chỉ đạo của công ty xuống đến điện lực về đảm bảo thực hiện cái 5K về giãn cách, cách ly trong khu vực. Và đặc biệt nhất là sau đến ngày 14 là đội quản lý chúng tôi là thực hiện bắt đầu thu tiền. Thì cái dịch thì đang đỉnh điểm càng căng lên. Do đó chúng tôi thực hiện đúng là đã đặt ra và sẽ cử người để hướng dẫn cho khách hàng vào để đảm bảo cái khoảng cách và đảm bảo cho nhân viên mình làm việc để không xảy ra cái vấn đề để cái dịch bệnh lây lan trong xã hội. Đây là một trong những điểm thu tiền điện trực tiếp của Điện lực thành phố Nam Định. Không còn cảnh chen lấn khi đến giao dịch, tất cả các khách hàng đều tuân thủ yêu cầu xếp hàng, trật tự đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5 mét, 100% đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào giao dịch. Hàng tháng chúng tôi đi nộp tiền điện, đến nơi để nộp tiền điện, chúng tôi đã được trạm điện hướng dẫn về cái đi lại và đeo khẩu trang thường xuyên để phòng tránh dịch COVID-19. Khi chúng tôi đi nộp tiền điện thì mọi người đều có một cái ý thức cảnh giác và đề phòng với cái dịch cúm, và chúng nhân dân cũng rất là tự giác theo cái sự chỉ dẫn của trạm điện và đi vào đi ra là đảm bảo cái cự ly giãn cách giữa người này đến với người khác, và nhân dân vào trong khu vực bàn làm việc của nhân viên phục vụ thì làm việc rất nhanh gọn, chu đáo, thanh toán đầy đủ, và chúng tôi đảm bảo ra về đảm bảo an toàn về mọi mặt. Trước sự cẩn trọng và việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Điện lực Nam Định, khách hàng sử dụng điện đã có nhận thức, ý thức tốt hơn đối với việc phòng chống dịch bệnh và yên tâm hơn khi có nhu cầu giao dịch với ngành điện trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Thời gian qua, Công ty Điện lực Nam Định triển khai tích cực, hiệu quả các công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc chuyển đổi số của công ty đã mang lại những lợi ích thiết thực, trong đó việc số hóa ở một số lĩnh vực kinh doanh như thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và số hóa hợp đồng mua bán điện thực sự đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng và nhân dân. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc số hóa này càng có ý nghĩa thiết thực hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu trong năm 2021 đạt tỷ lệ 90% khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt,
Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai hàng loạt các kênh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ này. Hiện nay, Công ty Điện lực Nam Định đã phối hợp với phần lớn các đối tác liên kết của ngành điện triển khai việc trích nợ tiền điện, nộp tiền điện qua Internet Banking, Mobile Banking, qua ví điện tử, qua website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và qua dịch vụ công quốc gia. Tính đến tháng 1/2021, đã có trên 57% số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Dịch vụ này thì nó không phải là mới, mà nó cũng triển khai cho chính phủ thực hiện được khoảng hơn 1 năm nay. Nhưng thực sự đến người dân thì để tiếp cận thì cũng chưa được nhiều. Thì bản thân là mỗi một thành viên trong đội chúng tôi là cũng là như một tuyên truyền viên. Thì ngoài là phát tờ rơi cho khách hàng để ta nắm bắt, để biết là cái hữu hiệu của cái việc mà không sử dụng tiền mặt nó có giá trị như nào. Đặc biệt nhất là trong mùa Covid này, nếu như mà mình sử dụng được triệt để cái sự không sử dụng tiền mặt thì cái việc đến quầy thu thì lại không cần thiết nữa, thì việc giãn cách xã hội lại càng đảm bảo tốt lên. Đơn giản cái này thì trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong điện lực thành phố Nam Định và bản thân đội Hạ Long chúng tôi là cũng thường xuyên là nghiêm túc để tuyên truyền, để là biết, để nhắc cho khách hàng biết là sao, lợi ích của cái việc không sử dụng tiền mặt nó như thế nào. Đối với việc số hóa hợp đồng mua bán điện, hiện nay công ty đã thực hiện số hóa trên 18.170 hợp đồng cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và 86.000 hợp đồng ngoài sinh hoạt. Việc triển khai số hóa của ngành điện lực tỉnh ở dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và số hóa hợp đồng mua bán điện thực sự đã mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và được người dân đánh giá nhìn nhận tích cực. Như vậy thì là ngành điện làm như thế này thì là rất là minh bạch cho người dân. Đấy, và cũng là tiện để cho người dân theo dõi. Thì chúng tôi cần với mục đích sử dụng mà cần tra cứu cũng như là về theo dõi lịch sử để về cái mức độ tiêu thụ cũng như là lịch sử sử dụng điện của chúng tôi, cũng theo dõi được về cái sự minh bạch của bên ngành điện. Nó thay thế được cái hợp đồng bằng giấy thì nó sẽ tiện ích, lợi ích nhiều cho người dân. Đây là hình ảnh của phòng giao dịch khách hàng của Điện lực thành phố Nam Định. Khác hoàn toàn với những thời điểm chưa triển khai các dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và số hóa hợp đồng mua bán điện, tại phòng giao dịch hoàn toàn vắng bóng người và chỉ có nhân viên điện lực thành phố giao dịch với khách hàng qua các kênh giao dịch trực tuyến. Điều này phần nào phản ánh rõ hiệu quả của công tác chuyển đổi số của ngành điện lực tỉnh. Chúng tôi đang thực hiện cái việc chuyển đổi số. Cái nội dung chuyển đổi số thì có hai phần. Cái phần thứ nhất là sẽ phải số hóa toàn bộ những cái hồ sơ hiện có, và cái phần thứ hai là cung cấp cái dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4. Cái việc chuyển đổi số này, đặc biệt là trong cái thời điểm mà dịch bệnh như hiện tại, thì nó mang lại rất nhiều lợi ích. Khách hàng rất thuận lợi, khách hàng không phải đến cái điểm giao dịch của ngành điện, vẫn đáp ứng được những cái dịch vụ theo yêu cầu khách hàng. Trong công tác phòng chống dịch mà chúng tôi triển khai cái chuyển đổi số và cái sử dụng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt thì nó rất thuận lợi, vì cái phòng chống dịch là cái quan trọng nhất, là chúng ta hạn chế tiếp xúc, thì đây cũng là cái mà thuận lợi. Và với những cái lợi ích như thế, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch, thì người dân cũng rất ủng hộ. Những kết quả tích cực của công tác chuyển đổi số của ngành điện, đặc biệt là trên lĩnh vực thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và số hóa hợp đồng mua bán điện, và sự đón nhận, đánh giá tích cực của khách hàng, người sử dụng điện đối với công tác số hóa của ngành điện lực tỉnh, thực sự là tiền đề thuận lợi để Công ty Điện lực Nam Định đẩy mạnh lộ trình hiện đại hóa, số hóa, hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu chủ đề chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2021. Từ năm 2017 đến 2020, toàn tỉnh chuyển đổi gần 2.250 ha đất trồng lúa kém hiệu quả. Huyện Nam Trực tập trung hoàn thành gieo cấy vụ xuân năm 2021. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenzer Việt Nam hướng đến một năm sản xuất kinh doanh thắng lợi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2017 đến năm 2020, toàn tỉnh đã chuyển đổi được gần 2.250 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu. Đa phần các mô hình chuyển đổi đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa, đang là hướng đi đúng đắn của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
linh hoạt chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi từ những diện tích trồng lúa kém hiệu quả để khai thác tối đa công năng đất, giải quyết được vấn đề bỏ hoang đất là chủ trương thiết thực đúng đắn để hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tuy nhiên, nhiều địa phương còn chuyển đổi manh mún, chưa kết hợp thực hiện tích tụ ruộng đất. Do vậy, quy mô của nhiều vùng chuyển đổi còn nhỏ, khó áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chú trọng hình thành vùng sản xuất tập trung, cánh đồng lớn, đẩy mạnh liên kết các doanh nghiệp trong thu mua, chế biến sản phẩm cây trồng, chuyển đổi theo chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng ở các vùng chuyển đổi sản xuất hàng hóa tập trung. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, tính đến hết ngày 22 tháng 2, huyện Nam Trực đã gieo cấy được 80% diện tích lúa vụ xuân năm 2021. Thuộc vùng cốt đất trũng thấp, đến nay xã Nam Hải đã gieo cấy được 90% tỷ lệ diện tích canh tác vụ xuân trong tổng số 415 ha theo kế hoạch và là một trong những địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh, tập trung của huyện Nam Trực. Kết quả trên xuất phát từ công tác chỉ đạo sản xuất tập trung của Ban Nông nghiệp, phối hợp chặt chẽ giữa các đội sản xuất với cụm thủy nông, thực hiện tốt công tác khoanh vùng, điều tiết nước, đảm bảo tiến hành đồng thời cả gieo xạ và cấy. Trong đó, tỷ lệ gieo xạ chiếm tới 97% tổng diện tích. Là một cái xã là vùng trũng, đấy do vậy công tác điều hành nước trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì đối với năm 2021 thì Ban Nông nghiệp đã phối hợp cùng với cụm thủy nông 8, đấy là chỉ đạo các cái đơn vị là tổ chức là khoanh khóa các cái bờ vùng với hai điều tiết nước phục vụ sản xuất. Thì đến bây giờ đối vụ xuân năm 2021 của chúng tôi thì cơ bản là các cái diện tích là đã hoàn thành tốt cái công tác là lấy nước và để phục vụ sản xuất. Thì theo kế hoạch thì đến ngày 14 tháng riêng thì nó sẽ hoàn thành cái công tác gieo cấy. Như vậy là hoàn thành sớm so với kế hoạch là 3 ngày. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, huyện Nam Trực đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội được cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo theo đúng kế hoạch khung thời vụ. Công tác lấy nước làm đất diễn ra thuận lợi, nông dân các xã thị trấn tập trung nhân lực phương tiện xuống đồng, triển khai gieo cấy ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với tỷ lệ gieo xạ chiếm trên 80%, giống lúa Bắc Thông số 7 là giống chủ lực chiếm 70% cơ cấu. Tính đến hết ngày 22 tháng 2, huyện Nam Trực đã hoàn thành gieo cấy trên 80% diện tích lúa xuân trong tổng số khoảng 8.000 ha theo kế hoạch. Thực ra thì cái dịch COVID thì đang diễn biến hết sức phức tạp. Trước tình đó thì Ủy ban huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vẫn không ảnh hưởng đến cái tiến độ sản xuất nông nghiệp của huyện nhà. Và đến thời điểm này thì cái sản xuất của huyện Nam Trực ấy, thì về công tác lấy nước, công tác làm đất chúng tôi đã hoàn thành. Về công tác gieo cấy và xạ thì đến nay thì chúng tôi đã ước khoảng tầm trên 80% diện tích. Và trong thời gian vừa qua thì điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho vấn đề gieo cấy và cố gắng phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 25 tháng 2 năm 2021. Về cái cơ cấu của vụ xuân năm nay thì về cơ bản thì vẫn như các vụ xuân trước. Và chủ lực của Nam Trực thì vẫn là trên 70% là giống Bắc Thơm số 7. Còn lại là một số cái giống lúa khác nữa. Còn về năng suất thì chúng tôi vẫn xác định là cái vụ xuân là cái vụ năng suất chủ lực là chính để giải quyết cho cả năm. Cho nên vẫn đặc biệt quan tâm đến vấn đề năng suất. Tuy nhiên thì ngoài cái năng suất ra thì vẫn quan tâm vấn đề chất lượng. Đó là cái chất lượng giống nữa. Đến nay huyện Nam Trực đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo xạ vụ xuân năm 2021. Đối với một số diện tích nhỏ lẻ, chân ruộng trũng thấp cục bộ sẽ được bà con nông dân các địa phương triển khai cấy bằng mạ nền cứng. Theo kế hoạch, huyện Nam Trực sẽ hoàn thành gieo cấy vụ xuân trước ngày 25 tháng 2, 2020, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa sau cấy. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cũng như các doanh nghiệp cơ sở trên địa bàn tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Lenzer Việt Nam đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với không khí rộn ràng, phấn khởi, mang theo kỳ vọng một năm sản xuất, kinh doanh thắng lợi. Năm 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Lenzer Việt Nam đã xuất khẩu 6.000 tấn sản phẩm, tăng 1.200 tấn so với năm 2019, doanh thu 10.800.000 đô la Mỹ, tăng 6.800 đô la Mỹ so với năm 2019.
năm 2021 để đạt mục tiêu thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường châu Âu và tiếp tục phủ rộng thị trường tiêu thụ trên toàn quốc. Toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, coi chất lượng sản phẩm là vấn đề sống còn để tạo sự bứt phá trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong đó, công ty tập trung hoàn thành dây chuyền sản xuất ngao đông lạnh bằng nitơ lỏng. Đây là công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật. Hoàn thiện dây chuyền chế biến đồ hộp để phát triển các sản phẩm mới cung ứng cho các thị trường xuất khẩu. Công ty tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy hoàn thiện phát triển chiều sâu mô hình hợp tác, liên kết chuỗi từ người nuôi, nhà cung cấp với nhà máy chế biến và khách hàng trong và ngoài nước. Mở rộng quy mô, diện tích nuôi ngao Metreric Lirata đạt chứng nhận ASC. Đặc biệt với mục tiêu phấn đấu, tiêu thụ hết ngao cho người nuôi, khai thác nội tỉnh. Trong năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Laser Việt Nam sẽ vận động người nuôi ngao thực hiện khai thác đánh bắt theo phương thức truyền thống để giảm tỷ lệ hư hụt, gia tăng sản lượng ngao đạt chuẩn xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng khó tính. Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh hoạt động khuyến học trên địa bàn tỉnh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua phát triển mạnh mẽ, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn lĩnh vực, đối tượng cụ thể. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, hiện đang duy trì hoạt động của 37 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình đều được xây dựng theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, đơn vị địa phương, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích yêu cầu của nhân dân. Hiện đang phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần ổn định an ninh trật tự, hỗ trợ kinh tế xã hội phát triển. Tính riêng trong năm 2020, tội phạm hình sự được kiềm chế giảm 6,24%, không để xảy ra tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen, đối tượng gây án nghiêm trọng. Các vụ án, chuyên án lớn về hình sự kinh tế ma túy đều được đấu tranh, triệt phá thành công. Năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu vận động các nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Trong đó có 1.000 suất học bổng bằng xe đạp và tổ chức giao lưu hướng nghiệp cho 136 nữ sinh đang nhận học bổng châu Á. Với mục tiêu phấn đấu không để học sinh nào vì nghèo không được đến trường hoặc bỏ học giữa chừng, các cấp hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã cùng với cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động được sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ nhiều học bổng dài hạn như Quỹ Châu Á, Lá Xanh, Vũ Đình Liệu, Hoàng Ngân, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động được 27 tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và doanh nhân ủng hộ, trao 19 đợt học bổng cho 2025 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học sinh giỏi xuất sắc năm 2020 với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, trao tặng 1.000 phần thưởng cho học sinh là con nông dân nghèo với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Đây là các phần thưởng có ý nghĩa giáo dục truyền thống, động viên các em khắc phục khó khăn, vươn lên học tập, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương Thiên Trường, Nam Định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định.